Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng ngày âm lịch. Thay mặt cho những người làm chương trình này thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn ạ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo của những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 2 âm lịch này, những gia chủ tuổi Tỵ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, cho nên phải gánh vác trên vai mình rất nhiều áp lực và nhất đó là vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, họa vô đơn chí. Đây là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc thì cứ làm được nhưng mà lại cũng vào đường này ra đường kia đội nón ra đi. Ngoài ra thì sẽ có rất nhiều, có thể là sẽ gặp đại hạn trong năm 2022 này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà phải quá lo lắng những khó khăn trắc trở trong cuộc sống đến với mình. Thì chỉ là để giúp cho mình hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và chắc chắn rằng sau những biến cố xui xẻo, bao giờ thì cũng là con đường sáng lạng ở phía trước. Nếu như quý vị biết nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 2 này vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có. Và để biết được vận trình chi tiết tài lộc của mình trong tháng 2 âm lịch này sẽ ra sao, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết mà chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Tỵ trong tháng này không khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có nhiều thay đổi nên gia chủ không nên quá lao lực. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ rằng, những người tuổi Tỵ kinh doanh, buôn bán sẽ gặp thuận lợi vào nhiều thời điểm cuối năm chứ chưa phải bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng và có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi gia chủ tuổi Tỵ năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ khá kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều, tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều. Theo đó, tiền kiếm được nhưng lại khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn những nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ và khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững và tránh tâm lý a-dua đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba về mặt sức khỏe, tháng này tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Tỵ không có gì đáng lo ngại. Tuy vậy, khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái chính là nguyên nhân chính khiến cho gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này thì mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Tỵ nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần phải đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa chữa trị.
Các gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của quý gia chủ tuổi Tỵ trong tháng này khá tốt. Với tuổi Tỵ độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cũng có với nhau những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc, làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ, ắt sẽ nảy sinh ra tâm lý chán trường, chính là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Ở độ tuổi này, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực, kinh nghiệm của bản thân, từ đó nhận được phần thưởng xứng đáng. Dù ở tuổi này hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều lợi nhuận khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư đôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững tâm lý và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Nếu không thì rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Xem tử vi tháng Quý Mão trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Kỷ Tỵ có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng từ bỏ khi mà mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp của người tuổi Tân Tỵ trong tháng này có thể là không mấy suôn sẻ. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí là những việc làm trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được nhiều rắc rối. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 là những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc.
ngày âm lịch ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Xin mến chào!